Chào mừng các bạn đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về việc mà Giang Kim Cúc đó các bạn. Thì hôm nay Giang Kim Cúc đã bị dương tính với SARS-CoV-2. Tưởng giống mai táng không đồng, Giang Kim Cúc đăng ảnh kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trên trang cá nhân, Giang Kim Cúc đăng tải hình ảnh kết quả xét nghiệm COVID-19, trong đó trưởng nhóm mai táng không đồng dương tính với SARS-CoV-2. Chiều ngày 15 tháng 10, trên trang Facebook cá nhân, Giang Kim Cúc đã đăng tải hình ảnh một bản kết quả xét nghiệm COVID-19 của bản thân. Theo đó, trưởng nhóm mai táng không đồng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Xét nghiệm được thực hiện vào ngày 14 tháng 10. Tới câu chuyện, xong cho bà con rồi, giờ tới con nhà OK, Fight 10. Giang Kim Cúc chia sẻ tên Charlie Facebook cá nhân. Các bạn thấy không? Trong thời gian qua, Giang Kim Cúc và nhóm mai táng không đồng đã thực hiện nhiều hành trình từ thiện, thiện nguyện giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, thực hiện việc mai táng miễn phí cho các trường hợp tử vong vì COVID-19. Tuy nhiên, gần đây, Giang Kim Cúc liên tục vướng lùm xùm về các vấn đề sao kê từ thiện. Nhiều mạnh thường quân đã gửi đơn tố cáo trưởng nhóm mai táng không đồng đến các cơ quan chức năng. Dù Giang Kim Cúc nhiều lần lên tiếng khẳng định đó là tôi trong sạch nè, tôi công khai minh bạch tất cả các khoản từ thiện, nhưng đến nay vẫn chưa có một bản sao kê nào hết, chỉ nói mà thôi. Bản thu chi hoàn chỉnh chi tiết nào được công khai luôn. Hiện tại câu chuyện xung quanh vấn đề sao kê từ thiện của Giang Kim Cúc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Khi nào có tin nào mới tôi sẽ up lên ngay để cho các bạn xem. Đầu tiên một cách ấn giúp cái nút đăng ký và click vào cái chuông thông báo kế bên. Và bây giờ thì nói Giang Kim Cúc đã bị dương tính rồi, thì mong cô ấy hãy sớm điều trị để vượt qua dịch này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.